Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một máy chơi game hoàn toàn mới trong năm nay, được bán ra vào ngày 3 tháng 3 2017. Nói chung cái máy này chắc ai cũng biết là đoán là máy gì rồi. Mình chỉ là unboxing vui và giải đáp thắc mắc những cái mà các bạn hỏi. Đây, đó là máy Nintendo Switch. Cái máy PS4 chỉ là cái đệm phong nền vui thôi. Đây, nhân vật chính. Máy rất là nhỏ, cái bóc rất là nhỏ, nhỏ gọn, rất là nhỏ gọn có thể luôn. Nhiều bạn hỏi mình cái bóc của máy Nintendo Switch với cái bóc của PS4 nó có kích cỡ làm sao. Thì đó, thì bởi vậy hôm nay mình cũng sẽ đo thử hai cái máy hộp và kích cỡ nặng. Đây, hai dãy máy đứng sát bên. Mình quay có một tay nên các bạn thông cảm, khó điều khiển. Cái máy Nintendo Switch chỉ bằng cái hộp box chỉ bằng 1/2. 1/2 của cái máy PS4. Đây, bên hông thì có thể coi gọi là bằng Nintendo Switch thì nó rộng hơn xíu, và cái trọng lượng thì mình cầm khoảng cái này tầm khoảng có 2 kg mấy đến 3 kg, nhưng mà PS4 thì tầm khoảng gấp đôi luôn. Nói chung Nintendo Switch thì cực kỳ nhẹ, có thể nếu bạn nào đi nước ngoài có thể xách tay kia xe hành lý xách tay á, 3 kg là có thể bỏ vô được. Bây giờ mình dẹp cái máy PS4 sang một bên cho nó gọn. Và máy PS4, cái máy này thì mình nhập từ Nhật Bản. Máy này là máy Nhật, nó có 4 thị trường chứ, bên châu Âu, châu Mỹ, Nhật và bên Asia. Máy này thì mình nhập từ Nhật nên toàn tiếng con Jun, mình không biết gì hết. Đó. Máy nó nét dở quá. Đây là bên hông của Nintendo Switch, mọi phía. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đó là cái game của Nintendo Switch. Game được cho là best, tuyệt vời, 10 trên 10 điểm. Tất cả trang web mà đánh giá game đều nói cái game này rất là hay. Mình thì chưa chơi nên cũng nghe nói chơi hay, hù theo luôn. Cái box, cái máy này mình nhập từ Nhật nên cái game mình cũng nhập từ Nhật luôn. Nhưng mà nhiều bạn thắc mắc thì cái game nhập từ Nhật thì có thể chơi game tiếng Anh được không? Thì mình cũng trả lời là được, 100% là được. Vì cái máy của mình là cái máy Nintendo đã no lock version rồi, nên nó cũng làm cái đĩa game cũng là free version luôn, nên có thể chơi game vô tư. Bạn có thể nhập bất cứ từ nước nào cũng được. Cái máy, nếu mà bạn chỉnh cái máy tiếng Anh thì cái game gắn vô là tiếng Anh. Nếu bạn chỉnh ngôn ngữ máy tiếng Pháp là cái game bạn sẽ là tiếng Pháp. Nên không, bây giờ là bạn không có quan trọng là cái game của Nhật hay Pháp hay tiếng nước, bất cứ nước nào, nên yên tâm. Và mình cũng so sánh nha, nhiều bạn hỏi so sánh những cái game với nhau. Nhiều người so sánh nhất là PSP,
Đây là hai game PSP, một cái game Fantasy nổi tiếng. Thì đó thì thấy hai cái game á nó cũng xem nhau. Nintendo thì nó ngắn hơn xíu và nó mỏng hơn xíu. Đó, ngắn hơn, mỏng hơn. Và dĩ nhiên là đẹp thì mình nghĩ thì chắc Nintendo làm đẹp hơn, mỏng nhẹ. Nhưng cái đều thì chắc bên trong thì nó phụ tùng thì nó không có được good lắm. Phụ tùng thì nó giống như thiếu thốn. Và thử một cái game Wii U. Game Wii U thì Nintendo Switch thì nó nhỏ hơn một chút xíu, cũng mỏng hơn chút xíu. Còn đây là 3DS. 3DS thì nó vuông rồi nên không. Và bây giờ mình sẽ khui thử phá trinh em nó. Đây, bây giờ mình mở. Làm có một tay khó quá. Rồi các bạn đợi xíu. Mở đầu trên. Mở lên. Wow, tuyệt vời. Máy nhỏ gọn, nói chung rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Chịu like. Đây là máy. Mình ấn lên xíu. Nhỏ gọn. Còn bên trong thì đây là sách hướng dẫn tiếng Nhật, nên có hai tờ giấy móng tay. Nó cho có những tờ giấy gì á hướng dẫn, tờ giấy hướng dẫn 1-2. Và ở ngoài bóc cũng có hướng dẫn. Còn đây mình cứng quá, để xong. Đây dây HDMI. Đây là cục sạc adapter, dùng chung luôn cái đốc. Và đây là chân ba chấu, nó hơi khó bất tiện cho thị trường Việt Nam chúng mình. Và cái cục này là auto volt nên các bạn yên tâm, từ 110 đến 220 V. Cái thông số đâu rồi, để cho tôi. Các bạn thấy không? 110 220. Nên các bạn có thể tự do đi khắp mọi miền thế giới. Và đây là cái clip. Cái clip để cái Joy-Con, hai cái Joy-Con trên đây để thành một cái tay cầm. Và đây cái dây đeo của Joy-Con để các bạn chơi những cái trò mà 1-2 switch đó, chơi mà thấy vô xong rồi đập màn hình á, để tránh những cái trường hợp vậy. Và nó có cái nút
đây là bên trái bên phải. Còn cuối cùng đây là cái đắp. Đây là cái đắp. Các bạn để xíu. Và thông số. Trên đây có email. Để coi có trùng yên với máy không. Đây là cái chỗ để cái máy. Còn đằng sau là cái khe ga. Khe cái cắm cái dây sạc, xây dây adapter vô. Cái cổng USB. Đó. Nói chung là mặt trước của nó Nintendo Switch. À, còn cái đèn. Đây là cái đèn.